dòng đời của đôi nội tôi đang bầm dục nó sưng lên vậy đó. Quý vị có biết không là tại Việt Nam mà nếu quý vị có dịp về Sài Gòn, quý vị nhất định phải đến phòng đặt con tên để một lần trải nghiệm và nghe con Lê và Lê Quy hát nhé. Dạ, tại vì đây là một cái duyên thôi. Lần đầu tiên mà con Lê về Việt Nam đến phòng đặt con tên để làm một đêm nhạc chung với Lê Quy, thì sau cái đêm nhạc đó lại được khán giả yêu thương. Và chính từ cái lần đó, con Lê và Lê Quy mới có cái dịp. Xin chào. Dạ, livestream hả? Quý vị ơi, Quang Lê và Lệ Quyên đều có Facebook. Quý vị nhớ vào like nha. Dạ, thì Quyên đi đâu cũng gặp được mà Lê đâu cũng gặp được hết á. Có ai xài Facebook không? Mở lên like liền đi. Quý vị nè, ở trong Facebook có nhiều cái Facebook Lệ Quyên lắm. Nhưng quý vị chọn cái Facebook nào là Lệ Quyên được có một cái check màu blue là đúng Facebook chính chủ của Lệ Quyên. Quý vị có thể inbox, quý vị có thể nhắn tin cái gì Quyên cũng đọc hết trơn á. Và chính Quang Lê cũng như vậy. Quý vị nhớ là rảnh rỗi inbox, like là quan trọng nhất. Dạ, lỡ em có về phòng lên thì em thông báo để mọi người cùng biết. Và bây giờ một bài hát như là định mệnh, nhạc phẩm mà chỉ đăng trên YouTube một thời gian ngắn mà đã đạt một con số thành công ngoài mong đợi. Có nhiều trang thì 8 triệu, có nhiều trang thì 6 triệu, rồi có một trang chính thống để được gần 50 triệu lượt view, thì cộng lại là cũng 70-80 triệu rồi. Một nhạc phẩm mà được người nghe nhiều như vậy là đối với Quyên và Lê quá hạnh phúc. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghe bài hát kỷ lục của Quang Lê và Lê Quyên trên YouTube, Sầu Tím Thì Thòm. Quý vị chắc định xem bài đó rồi đúng không ạ? Xem rồi.
Lâu kiếm trăng về